Chào mừng các bạn đến với chương trình audio của Bình Yên TV. Chương trình này sẽ mang lại cho bạn những phút giây thư giãn sau những giờ học tập và làm việc mệt mỏi. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn câu chuyện Phải sám hối lúc còn sống mới có tác dụng. Trong văn minh 5.000 năm Trung Hoa, đạo lý kính trời tín thần và thiện ác hữu báo đã cảm hóa rất nhiều con người thế gian. Vì sao cổ nhân lại kiên trì thường hằng nói về những đạo lý này? Vì sao lại có nhiều vô số kể những câu chuyện về thiện ác hữu báo để khuyên bảo con người chúng ta? Dụ ý sâu sắc đằng sau những câu chuyện ấy chính là không để con người thế gian chìm ngập trong sự thỏa mãn dục vọng và tư lợi, mà làm bại hoại đạo đức và lương tri vốn là bản tính của con người, để rồi cuối cùng gặp phải sự trừng phạt giáng xuống từ thiên thượng. Có một câu chuyện về một chàng thư sinh muốn gặp quỷ. Có một vị thư sinh nọ rất gan dạ, luôn mong muốn được gặp quỷ để xem hình dáng chúng ra sao nhưng chưa gặp qua bao giờ. Vào một đêm nọ, sau cơn mưa trời quang mây tạnh, trăng sáng treo lơ lửng trên cao, vị thư sinh gọi người hầu mang cho mình một vò rượu rồi đi đến nghĩa trang. Chàng nhìn bốn phía xung quanh rồi gọi to: "Đêm nay gió mát trăng thanh, uống rượu một mình khiến lòng ta cảm thấy vô cùng cô đơn, hỡi những bạn bè nơi chín suối, có ai muốn đến cùng ta uống rượu giải sầu không?" Không lâu sau, có những đốm lửa như ma chơi lập lòe lúc ẩn lúc hiện ở các bụi cỏ xung quanh, từ khoảng cách cỡ 3 mét phát ra âm thanh u u và dừng lại ở xa xa chứ không dám đến gần. Vị thư sinh âm thầm đếm, thấy có khoảng 10 cái bóng ảnh, chàng dùng một cái chén để rót rượu vào rồi đổ về phía chúng, đám quỷ phủ phục xuống đất để ngửi mùi rượu. Có một con quỷ khen rượu ngon và thỉnh cầu thư sinh cho thêm một ít nữa. Thư sinh vừa dưới rượu vừa hỏi: "Sao các vị vẫn chưa đi luân hồi chuyển thế?" Quỷ đáp: "Người nào thiện căn chưa tiêu mất thì có thể chuyển sinh, kẻ nào tội ác tày trời thì đọa xuống địa ngục. 13 người chúng tôi đây, tội ác chất chồng, chỉ có 4 người đang đợi luân hồi, 9 người còn lại sa vào vòng báo ứng nghiệp quả và không được chuyển sinh." Thư sinh hỏi: "Thế sao không sám hối cầu giải thoát?" Quỷ nói: "Sám hối nhất định phải là lúc chưa chết thì mới được, chết rồi thì nỗ lực nào cũng vô dụng." Sau khi dưới hết rượu, vị thư sinh giơ bình rượu rỗng lên cho quỷ xem. Thấy vậy, chúng quỷ rời đi trong bộ dạng siêu siêu vẹo vẹo. Có một con quỷ trong số ấy quay đầu lại căn dặn rằng: "Quỷ đói chúng tôi đây được anh mời uống rượu, thực sự không có cách nào có thể báo đáp. Chỉ có một câu này kính tặng lại anh, sám hối nhất định phải thực hiện lúc còn sống mới có hiệu lực nhé." Bạn đang xem video trên kênh Bình Yên TV. Nếu thấy hay, đừng quên để lại bình luận và nhấn đăng ký kênh để có thể nhận thêm nhiều video bổ ích. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ.